xin chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh góc chuyện tình. Tú Anh cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, cùng lúc mà khả niệm muốn tìm ra sự thật về cái chết của mẹ mình, thì Lý Nguyệt bà ta cũng muốn trừ khử mà khả niệm, vì cô chính là nguyên nhân khiến cho con gái ruột của bà phải chịu bao nhiêu ấm ức. Thế nhưng những kẻ muốn hãm hại khả niệm không chỉ có bấy nhiêu đó và cô gái tên là Malian chính là cái tên tiếp theo. Vậy thì ngay sau đây, mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện để xem những tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào nhé. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt của Mạc Khả Niệm vô tình va phải trước gầm tủ quần áo. Mọi nơi trong căn phòng này đều rất sạch sẽ, nhưng mà riêng có cái gầm đó là có bụi. Đưa tay vào trong gầm tủ, Mạc Khả Niệm cảm nhận được có một thứ gì đó. Dùng sức giật mạnh ra, thì ra đó là một tấm danh thiếp. Trên đó có ghi tên của một người bác sĩ, kèm theo đó là tên bệnh viện, cùng phương thức liên lạc và nơi ở của ông ta. Nhìn tấm danh thiếp này có vẻ rất mới, chỉ như là mới được dán vào dưới đó mà thôi. Lấy điện thoại chụp tấm danh thiếp đó rồi lại để vào trong chỗ cũ, sau đó thì cô đi ra khỏi căn phòng. Ở bên kia, Giang Hạ Thần thành thơi uống một ngụm trà. Vào hai ngày trước, anh vô tình bắt gặp Lý Nguyệt đang gặp một người đàn ông lạ mặt. Hai người cùng nhau vào một tòa khách sạn. Họ chính là người tình của nhau từ rất nhiều năm về trước. Mà hơn hết tên đó lại chính là người đàn ông mà trước khi anh điều tra về cái chết của mẹ cô, anh có thể cảm nhận được rằng ông ta có liên quan tới cái chết của bà. Khi Lý Nguyệt đi ra khỏi khách sạn có cầm theo một tấm thẻ, nếu như đoán không nhầm thì đó chính là danh thiếp của người đàn ông kia. Người mà anh phái theo dõi bà ta báo cáo lại, thấy bà ta đi vào trong phòng của Mạc Mộc Lan và làm chuyện gì đó rất mờ ám nhưng bởi vì ở bên trong đó không thể nào quan sát được, thế nên anh ta không rõ là bà ta đã làm điều gì. Anh cũng không nói rõ cho Mạc Khả Niệm là đó là ở trong căn phòng của Mạc Mộc Lan, bởi vì anh cũng muốn xem thử xem cô có thể linh hoạt bao nhiêu. Mà biết đâu khi tìm trong phòng ngủ của Lý Nguyệt lại có thể phát hiện ra thứ hay hơn thì sao? Lúc này tại một quán cà phê, Lý Nguyệt ăn mặc khá kiên đáo đi gặp một người đàn ông. Ông ta cũng đã tầm ngoài 50, Nhìn thấy bà, ông ta nở ra nụ cười đầy dâm tà rồi bước tới. Sao thế, bà bối? Nhớ tôi rồi à? Hay là còn có chuyện gì muốn nhờ vả tôi nào? Lý Nguyệt tức giận nói. Ông đừng có mà dở trò đó với tôi. Hôm nay tôi tìm đến ông chính là có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ đây. Sao nào, nói đi. Bậc khả niệm, con gái của con đàn bà năm đó, tôi muốn ông dùng cách cũ để giết chết nó đi sao con bài đó kiếm chuyện gì với bà người đàn ông tên tạ phương trấn đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn lý nguyệt ông không cần phải biết quá nhiều chỉ cần hủy diệt nó đi là được rồi được thôi chuyện đó đối với tôi vô cùng đơn giản nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó chứ đặt một tấm thẻ lên trên bàn lý nguyệt cất tiếng trong thẻ này có rất nhiều tiền nếu như ông hoàn thành tốt công việc thì đây chỉ là một nửa của số đó thôi. Được rồi, được rồi, đến mẹ nó tôi còn xử lý được, thì cái con nhỏ đó có là gì cơ chứ? Sau khi mà Mộc Lan rời khỏi Giang Gia, trong nhà dường như trở về đúng quỹ đạo của nó, nhìn ngôi nhà trở nên tĩnh lặng, Giang Quân cảm thấy có chút khác lạ. Nhưng mà còn chưa để ông có thời gian buồn phiền, ở ngoài cửa đã có một cô gái ngang nhiên bước vào trong. Nhìn thấy ông, cô ta cúi đầu lệ phép chào hỏi. Dạ cháu chào bác Cháu là Malian Giang quân nhìn Malian Rồi khẽ cảm thán Đúng là cô gái này rất xinh đẹp đây Chào cháu Cháu đến đây tìm ai thế Dạ cháu đến tìm hạ thần Không biết là anh ấy có nhà không bác Cháu có ghé qua công ty rồi Nhưng mà không gặp anh ấy bác à Giang quân nghe Malian Nói rằng muốn đến tìm con trai của mình Thì cũng không quá bất ngờ bởi vì có thể nói, đây vốn không phải lần đầu tiên có người đến tận nhà chỉ vì muốn gặp được con trai của ông. Tiếc quá, con trai bác không có nhà rồi. marian nghe ông nói như vậy thì cũng không có ý rời đi. Cô tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách rồi lên tiếng. Vậy vợ anh ấy thì sao ạ? Cháu vốn rất thích anh ấy, nhưng mà lần trước có một cô gái đến nhận là vợ của anh ấy, khiến cháu rất sốc và buồn. Ngày hôm đó, cháu đã lên tìm kiếm thông tin về anh ấy rồi họ đều nói rằng anh ấy còn độc thân cháu muốn gặp anh ấy để hỏi chuyện cho rõ bác ạ à. mong bác có thể truyền lại với anh ấy giúp cháu nghe cô nói như vậy Giang Quân cũng có thể suy đoán được người con gái mà cô ta nói là Mạc Mộc Lan nửa ra nụ cười vui vẻ Giang Quân không có ý phủ định chuyện này và nói khéo để Malian rời đi đó là chuyện riêng của Hạ Thần cháu không nhất thiết phải tò mò như vậy đâu mà đây là giang gia cháu tự ý ra vào như vậy coi bộ không phải phép cho lắm malia à, thấy ông nói như vậy cô cũng không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại còn mỉm cười cháu được người trong nhà bác mở cổng cho vào cơ mà còn chưa nói hết câu thì từ bên ngoài mà khả niệm đã xuất hiện tất nhiên đây không phải là vô tình mà là do giang quân đã sắp xếp Ông gọi điện cho Mạc Khả Niệm, nhờ cô tới lấy đồ về cho Mạc Mộc Lan. Dù sao thì hai người cũng là chị em và chuyện của Giang gia với cô ta, Mạc Khả Niệm cũng biết khá khá, thế nên thay mặt cô ta đến đây lấy đồ về cũng không sao. Nhìn Giang Quân và cô gái người ngoại quốc kia đang ngồi nói chuyện với nhau, Mạc Khả Niệm có chút khó xử. Dạ, cháu đến đây lấy đồ cho chị Mộc Lan, nhưng hình như không đúng lúc rồi, có đúng không ạ? Không có đâu, cháu mau vào trong nhà đi. Giang quân mỉm cười, xua xua tay rồi nói. Malian đưa ánh mắt, nhìn sang mặt khả niệm. Cô có chút ngạc nhiên khi mà vô tình bắt gặp ánh mắt đó. Malian trông có vẻ xinh đẹp, mà sau ánh mắt thì dữ dằn quá như vậy chứ? Cứ giống như cô ta muốn ăn tươi, nuốt sống mà khả niệm. Malian bỗng nhiên đứng dậy, tỏ vẻ thân thiết, đi tới khoác tay của mặt khả niệm rồi chào hỏi. Chào chị, chị xinh đẹp thật đấy chắc là chị trang điểm lâu lắm đúng không chẳng giống em đến cả trang điểm cũng không biết trà xanh sao cái giọng nói này không thể nào nhầm lẫn đi được chính là trà xanh trong truyền thuyết rồi đây nhưng mà sao cô ta lại nhắm vào cô cơ chứ nói sao nhỉ chị là một thợ trang điểm cũng có thể nói là tay nghề khá cao vừa nói mà khả niệm vừa nắm bàn tay của malian rồi để trên khuôn mặt của mình dùng sức mà trả. Nhưng mà chị đây chưa bao giờ phải trang điểm khi mà đi ra đường. Quả nhiên khi buông tay của Malian ra, má của cô đã ửng đỏ lên, nhưng mà tay của cô ta thì lại không dính một chút phấn hay là kem nền nào. Điều này khiến cho Malian vô cùng tức giận. Vậy chắc là do em hiểu lầm chị rồi, mong chị có thể bỏ qua cho em. Giang Quân nhìn hai người con gái trước mặt mà thầm thương xót cho số phận đào hoa của thằng con trai mình chắc chắn sau chuyện lần này mà khả niệm sẽ giận anh lâu đây thôi được rồi hai đứa mong ngồi xuống đi khả niệm đợi ta một chút ta lên lấy đồ cho con nha dạ vâng ạ nói xong giang quân đi thẳng lên tầng ông không quên gửi tin nhắn cho giang hạ thần để trở về nhà mà giải quyết cái mớ bỏng bong này đi khi thấy giang quân đã rửa đi mà Lian mới lên tiếng nói nói đi cô là ai thế mà khả niệm nhìn Malian rồi tự tin trả lời Vậy cô nghĩ tôi là ai? Cô là ai? Tôi có thể không quan tâm Nhưng mà Giang Hạ Thần là của tôi Tôi nhắm anh ấy trước Thế nên khuyên cô một câu chân thành Đừng có mơ mộng tới những điều Mà bản thân mình không thể nào vứa tới Khả niệm khẽ cười khẩy Không biết là câu nói này Nên dành cho ai thì mới đúng đây Nhưng mà thật không thể ngờ rằng Giang Hạ Thần lại có sức hút đến như vậy được gái tìm về đến nhà, vậy mà ngay từ đầu cô lại không nhận ra điểm này của anh. Sau khi nhận được tin nhắn, Malian tìm đến nhà lại còn gặp mặt khả niệm nữa. Trái tim của Giang Hạ Thần đập càng lúc càng nhanh. Anh rời khỏi bàn làm việc, tức tốc lên xe trở về nhà, mong rằng có thể về kịp để tránh những rắc rối không cần thiết. Vừa về đến nhà, Giang Hạ Thần có thể cảm nhận được hình như mình đã về hơi muộn rồi thì phải cả căn phòng khách chỉ còn lại mặc khả niệm và giang quân đang ngồi nói chuyện và dọn mấy món đồ mỹ phẩm cùng với vài thứ linh tinh của mặc mộc lan để quên giang hạ thần chậm rãi bước vào bên trong nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của mặc khả niệm anh khẽ nuốt nước bọt malian về rồi sao nghe thấy có giọng nói cả hai người đưa mắt lên nhìn nhìn thấy anh mặc khả niệm liền liếc một cái rồi quay trở về với công việc của mình Giang Quân cũng chỉ đáp lại với anh một câu. Ừ, ờ, về rồi. Thái độ của Giang Quân và mặc khả niệm thế này khiến cho Giang Hạ Thần cảm thấy vô cùng lạc lõng, giống như mình là người thừa vậy. Anh tiến tới, định phụ giúp thì đã bị mặc khả niệm ngăn lại. Anh đừng có bàn động vào, chúng tôi làm sắp xong rồi. Nghe cô nói như vậy, Giang Hạ Thần tỏ ra ấm ức nhìn hai người. Sau khi thu dọn đồ xong, mặc khả niệm đứng dậy chuẩn bị về nhà. Xin phép mọi người, cháu về ạ à? Để Giang Hạ Thần đưa cháu về cho Giang Quân nhìn mặt khả niệm rồi vội vàng nói Giống như sợ rằng cô sẽ từ chối Ông còn huyết huyết vào tay của Giang Hạ Thần Anh cũng phối hợp vô cùng ăn ý Đứng dậy đi về phía của mặt khả niệm Cầm lấy túi đồ cho cô rồi anh nói Để tôi đưa em về Không cần phải phiền như vậy đâu Tôi đến được thì sẽ tự về được Bác ơi, cháu xin phép cháu về đây Cô vừa nói, vừa giật lại túi đồ rồi rời đi. Giang Hạ Thần ngơ ngác, đứng nhìn đó, khiến cho Giang Quân tức giận. Còn không mau đuổi theo đi, muốn mất vợ đấy à? Giang Hạ Thần nghe ông nói như vậy, thì liền chạy như bay về phía của mặt khả niệm, kéo cô lại rồi hỏi. Em đang giận anh đấy à? Anh hâm à? Tôi làm sao mà dám giận anh chứ? Vậy tại sao em lại tránh mặt tôi? Thì ra, đây chính là lý do mà sang hạ thần đuổi theo cô sao nếu như anh đã muốn biết lý do vậy thì cô sẽ nói vậy tôi không thích những người lăng nhăng vậy thôi câu nói của mặc khả niệm đã khiến cho sang hạ thần đứng đờ ra quả thật là cô đây không hề thích những người lăng nhăng giống như anh hết mọc mộc lan rồi lại đến malian sau này còn có thêm người nào nữa đây định quay lưng rồi đi nhưng mà một lần nữa cô lại bị sang hạ thần kéo lại đặt lên môi của cô nụ hôn ngọt ngào túi đồ trên tay của cô ngay lập tức rơi xuống đất. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang ngang tàn xâm chiếm mình ở trước mặt. Mọi người đi qua đường, anh ấy cũng nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đẹp đôi thật đấy. Nghe thấy những lời nói như vậy mà khả niệm hai má đỏ bừng lên, vội vàng đẩy anh ra. Buông cô ra, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, anh chắc chắn nói với cô. mặc khả niệm, tôi muốn em trở thành vợ của tôi. Em suy nghĩ đi mà khả niệm giật mình. Trái tim nhỏ bé bắt đầu đập nhanh hơn. Cô khẽ lùi lại phía sau, thế nhưng lại trượt chân. Cũng may mà có Giang Hạ Thần nhanh tay ôm chặt cô vào trong lòng. Cô giờ đây vẫn còn chưa thể nào bình tĩnh với câu nói vừa rồi của Giang Hạ Thần. Đây có thể coi là một lời tỏ tình không đây? Thấy cô không có ý muốn trả lời, Giang Hạ Thần tỏ ra vô cùng buồn bã, buông cô ra, anh nói. Thôi được rồi, em về trước đi khi anh vừa quay lưng rời đi, cô mới lên tiếng. "Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?" Giang Hạ Thần quay lại nhìn cô, anh cố gắng nở ra nụ cười, nhưng mà từ sâu trong ánh mắt kia ẩn chứa một điều gì đó rất khác lạ. "Thôi được rồi, suy nghĩ xong thì em nói với tôi, tôi đợi em." Nói xong, anh cho hai tay vào túi quần rồi cứ thế mà rời đi. Trở về nhà, câu nói của Giang Hạ Thần vẫn luôn luôn quanh quẩn trong đầu cô tôi muốn em trở thành vợ của tôi tôi muốn em trở thành vợ của tôi phải làm sao bây giờ đây mà khả niệm ngượng ngùng vùi mặt vào trong chiếc gối thật sự là cô khó xử quá đi mắt cô không biết bản thân mình có tình cảm với anh không nhưng mà cô lại không muốn từ chối tấm chân tình của anh nói cách khác khi mà nhìn vào trong đôi mắt mang mác buồn của anh cô lại không thể nào kiềm chế được bản thân mình không muốn làm anh tổn thương. Đôi mắt đó vốn mang vẻ lạnh lùng, sắc bén thường ngày, vậy mà bây giờ vì cô mà trở nên ủ rũ. Thế này thì cô biết phải làm sao đây? Trong lúc cô đang chìm vào trong dòng suy nghĩ của bản thân mình, thì điện thoại của cô chợt đổ chuông, là Hạ Chi gọi tới. Sao thế, Tiểu Chi? Hạ Chi không nhanh không chậm trả lời. Tôi đã có thông tin của người mà cậu cần rồi đấy. Hiện tại, ông ta đang ở tòa nhà X Thành phố A. Còn cái bệnh viện kia tôi đã tìm hiểu rồi. Nhưng mà phát hiện ra nó đã phá sản vào 10 năm trước rồi. Tôi biết rồi. Tôi cảm ơn cậu nha. Phá sản vào 10 năm trước sao? Tấm danh thiếp đó còn mới mà. Tại sao lại ghi tên bệnh viện đã phá sản cơ chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao? Ông ta là ai? Và có quan hệ gì với mẹ con Lý Nguyệt đây? Khi đến nhà để đưa mặt khả niệm đi làm rằng hạ thần đợi mãi không thấy cô đi ra mở cửa xe bước ra bên ngoài lại vô tình gặp mạc mộc lan nhìn thấy anh cô cũng không tránh né đi về phía anh anh đến đây muốn gặp ai à Ừ mạc khả niệm cô ấy tại sao vẫn chưa xuống thế mạc mộc lan tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trả lời mạc khả niệm đã ra ngoài từ rất lâu rồi hai người không gặp nhau à giang hạ thần khó hiểu nhìn cô đã đi ra ngoài rồi sao? Đúng rồi. Suy nghĩ một lát, khuôn mặt của anh lộ ra vẻ mặt vô cùng lo lắng. Lý Nguyệt, bà ta có ở nhà không? Mẹ tôi cũng không ở nhà. Được rồi, cảm ơn cô. Nói xong, anh vội vàng lên xe rồi đi. Không thể nào có chuyện trùng hợp tới mức cả mặc khả niệm và Lý Nguyệt lại cùng nhau ra ngoài sớm như vậy được. Chắc chắn giờ đây cô đã gặp nguy hiểm rồi. Gọi cho mặc khả niệm mãi thì cô mới nghe máy thầy cô nghe máy anh vừa mừng vừa lo buông lời trách móc em làm cái gì mà giờ mới nghe máy thế em có biết là tôi lo cho em lắm không em đang ở đâu mà khả niệm ở đâu dưới bên kia vô cùng bất mãn tự nhiên anh gọi không đầu không đuôi lại mắng cô như vậy hiện tại tôi không ở nhà tôi hỏi là em đang ở đâu thầy anh có vẻ không giữ được bình tĩnh mà khả niệm mới nói Tôi đã bắt xe tới thành phố A rồi Có chuyện gì không Đến nơi thì gọi cho tôi Bây giờ tôi đến ngay đấy Em đừng có mà đi linh tinh Giữ máy liên lạc với tôi biết chưa Mở cả định vị lên nữa Mà khả niệm không thể nào hiểu nổi Là anh đang muốn làm cái gì nữa Tự nhiên nổi cơn điên khùng gì vậy cơ chứ Nhưng mà để tránh việc Làm cho anh nổi nóng Cô cũng làm theo những gì mà anh vừa nói Được chưa Giang tiên sinh sau khi nhìn thấy được định vị của cô, Giang Hạ Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, em nhớ là phải đợi tôi đấy. Bây giờ tôi đang ở trên đường tới luôn đây. Mặc khả niệm nghe anh nói như vậy thì nhíu mày. Anh làm cái gì thế? Tôi đi có công chuyện của tôi. Anh đến đây để làm gì? Giang Hạ Thần vẫn rất lo lắng. Lý Nguyệt có khi bây giờ đang bàn kế hoạch để có thể làm hại mặc khả niệm rồi. Nếu cô gặp chuyện gì bất chắc thì anh biết phải làm sao đây? chuyện này chắc chắn sẽ nguy hiểm đến em thế nên tốt nhất là em nghe lời tôi em hiểu chưa được rồi tôi biết rồi mà anh biết tôi đi làm chuyện gì không mà lại nói nguy hiểm đến tôi em nghĩ em có thể qua mặt được tôi sao tôi có thể đi guốc trong bụng của em luôn đấy được rồi tôi hiểu rồi rất nhanh sau đó giang hà thần đã đến được chỗ của mặc khả niệm Thấy cô anh liền chạy như bay tới ôm chặt cô vào trong lòng rồi mới có thể an tâm được một chút thầy anh có những hành động vô cùng lạ cô liền thắc mắc hôm nay anh làm sao thế không sao mà bây giờ em muốn đi tìm cái tên tạ phương trấn kia sao chuyện này có phải là anh đã nhúng tay vào đúng không nếu không thì làm sao mà anh có thể biết chuyện này biết rằng không thể giấu được cô rằng hạ thần bèn thành thật mà khai báo thì đúng là tôi có điều tra một chút tôi vô tình phát hiện ra cái tên Tạ Phương Trấn này từng có một quan hệ không rõ ràng với Lý Nguyệt. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ba em quen mẹ em thì bà ta cùng với người đàn ông kia cũng đã nhiều lần gặp gỡ nhau. Tôi còn phát hiện ra ông ta chính là bác sĩ đã nhận điều trị bệnh cho mẹ của em. Vào khoảng 10 năm trước, mặc ra đã lợi dụng một thế lực nào đó để khiến cho bệnh viện mà ông ta làm phá sản. Kể từ đó, ông ta ở ẩn, không rõ tung tích. Trong vòng một tháng trở lại đây, ông ta mới bắt đầu xuất hiện. Nghe anh nói như vậy, mà khả niệm cũng hiểu được một phần nào đó. Chắc chắn cái chết của mẹ cô có liên quan tới Lý Nguyệt và người đàn ông tên là Tạ Phương Chấn này. Nếu quả thật là như vậy, thì cô nhất định sẽ không tha thứ cho họ đâu. Vậy tại sao tấm danh thiếp của ông ta Lý Nguyệt lại không đem vứt đi mà để nó vào trong phòng của Mạc Mộc Lan? Cái này thì theo tôi suy đoán. Mộc Mộc Lan đang ngửa giang ra. Căn phòng của cô ta chắc chắn sẽ giữ nguyên, không ai dám bén mảng tới, ngoại trừ là người giúp việc. Thế nên giấu những thứ quan trọng ở đó sẽ vô cùng an toàn. Vậy ý của anh là sẽ có lúc bà ta cần nhờ đến sự giúp đỡ của ông ta, thế nên lưu lại phương thức liên lạc sao? Đúng rồi. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, trên đó có ghi tên của bệnh viện đã phá sản 10 năm trước, mà bệnh viện mẹ tôi điều trị cũng bị phá sản vào 10 năm trước. Nhưng mà theo tôi nhớ thì tên của hai bệnh viện không hề trùng khớp nhau. Trên đó cũng chỉ có tên và số điện thoại của ông ta là có thể giúp ích mà không hề có địa chỉ nhà. Số điện thoại thì có thể lưu vào máy, vậy giữ nó lại để làm gì cơ chứ? Em có ảnh của tấm danh thiếp đó không? Có đây, đợi tôi một chút. Lấy điện thoại trong túi ra, mặc khả niệm đưa ảnh chụp tấm danh thiếp cho anh xem. Nhìn khắp một lượt anh liền chỉ vào mạo cốt nho nhỏ ở rìa đó nếu chỉ thoáng qua thì sẽ không dễ dàng để nhìn ra chắc chắn cái mạo cốt này có chứa một bí mật nào đó thế nên bắt buộc phải giữ lại mà khả niệm nghe anh giải thích từng chi tiết cô đưa ánh mắt ngưỡng mộ lên nhìn anh đúng là thiên tài mà quá đỉnh rồi sau khi suy nghĩ tính toán thật kỹ mà khả niệm vẫn quyết định sẽ đến tìm tạ phương chấn cô vẫn muốn xem thái độ của ông ta khi mà nhắc về mẹ cô sẽ như thế nào Hơn hết cô nhất định phải lấy được thông tin Từ ông ta Rằng hạ thần cũng không có ý Sẽ ngăn cản cô Khi tới trước nhà của Tạ Phương Trấn Mặc khả niệm gõ cửa mãi Nhưng mà không thấy có động tĩnh gì bên trong Vô tình có một người gần đó đi qua Nhìn thấy hai người Bà liền đi tới rồi hỏi Hai đứa tới đây để tìm ai thế Mặc khả niệm nhìn thấy bà Thì liền hỏi ngay Bà ơi người sống trong căn nhà này bây giờ đi đâu rồi ạ hai đứa muốn tìm tạ phương trấn sao dạ vâng ạ tạ phương trấn đã chuyển đi từ hôm qua rồi hai đứa đến muộn mất rồi dạ vâng ạ cháu cảm ơn bà nghe bà nói như vậy mà khả niệm tỏ ra vô cùng buồn bã rằng hạ thần nhìn cô rồi an ủi cô thôi được rồi không sao chúng ta cứ trở về trước đã tôi sẽ cho người điều tra nếu như có tin tức gì của ông ta tôi sẽ báo cho em biết đối với giang hạ thần bây giờ thì chỉ cần mặc khả niệm có thể an toàn thôi là anh đã mừng lắm rồi còn những chuyện khác anh vốn không quan tâm nhưng chỉ cần mặc khả niệm muốn thì anh sẵn sàng giúp đỡ cô kể cả chuyện đó có nguy hiểm đến thế nào tại sao anh lại muốn giúp tôi mặc khả niệm bất ngờ lên tiếng hỏi giang hạ thần tỏ ra vô cùng bình thản mà trả lời bởi vì em là người của tôi Giúp em là nghĩa vụ của tôi Chỉ cần em muốn Thì mọi thứ tôi đều có thể làm cho em Nghe được câu trả lời của Giang Hạ Thần Mà khả niệm khẽ gật đầu Không hiểu sao trong lòng cô Lại cảm thấy có gì đó thất vọng Nhưng mà cô chắc chắn rằng Đây không phải là sự thất vọng Vì không gặp được tạ phương chấn Mà là thất vọng vì câu trả lời của Giang Hạ Thần Vốn không phải là thứ mà cô muốn nghe Nhưng cô không biết rằng Anh thực ra cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào với cô. Anh chỉ biết rằng mọi thứ anh làm đều là vì anh muốn bảo vệ cho cô. Vừa bước vào chỗ làm việc, cầm chỉ Lam đã nghe mọi người bàn tán về một chuyện gì đó có vẻ hay ho. Cô cũng tò mò tới nghe ngóng. Có chuyện gì thế mọi người? Bà không biết tin gì à? Nghe nói là bạn gái của Hạ Uy Duật đã tìm đến cậu ấy đó. Mà hơn hết, bạn gái của cậu ấy là con gái của giám đốc công ty chúng ta họ cùng nhau du học ở nước ngoài bây giờ hai người đang ở trong phòng giám đốc để nói chuyện rồi thấy bảo cái cô tiểu thư đó xinh xắn lắm một đồng nghiệp liền trả lời à vậy sao cầm chỉ làm có chút hụt hẫng khi mà nghe tin hạ uy ruột có bạn gái không phải mới hôm qua anh ta còn nhắn tin thả thính cô sao tại sao bây giờ lại nói là có bạn gái cái mô típ quỷ quái gì vậy chứ vừa nói xong, hạ uy duật cùng cô gái đó bước ra, cô đồng nghiệp kia vội vàng vỗ vào tay của cẩm chỉ lam kia kia chính là cô gái đó đó sao có xinh không Ừ, ờ, xinh thật đấy thế cẩm chỉ lam đang nhìn về phía mình, lệ nhiên đưa mắt thách thức nhìn cô ôm trầm lấy cánh tay của hạ uy duật rồi kéo anh rời đi cẩm chỉ lam nắm chặt chiếc túi bút ở trong tay yêu đương thì cứ yêu đương Mắc mớ gì mà một người thì nhắn tin quan tâm, tỏ vẻ như thích mình, còn một người thì lại bày ra cái bộ mặt thách thức kia. Chế giễu người khác như vậy để làm gì cơ chứ? Muốn chọc tức cô hay sao? Đi nguyên cả một buổi sáng, đến giờ ăn trưa, Hảo Uy Duật mới quay trở về. Thấy Cẩm chỉ làm đang ngồi ăn cơm, anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn thấy anh, cô tỏ ra vô cùng khó chịu, đứng dậy định rời đi, thì đã bị Hạo Uy Duật kéo tay lại. Chủ quản, Định đi đâu thế? Cô còn chưa ăn hết cơm kia kìa. Tôi no rồi, tôi không muốn ăn nữa. Nói xong, cẩm chỉ làm dứt khoát rời đi. Hạ Uy ruột nhìn chằm chằm về phía cô. Hình như hôm nay cô có gì đó rất khác thì phải. Đến giờ làm việc, Hạ Uy ruột lén đưa cho cẩm chỉ làm một hộp sữa chua. Anh khẽ thì thầm với cô. Loại sữa chua này tốt cho da lắm đấy. Với lại nó cũng có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nữa. Mời chủ quản thưởng thức. Cầm chỉ lam không thèm ngó ngàng gì đến anh, thẳng tay hất hộp sữa chua sang chỗ khác. Thấy cô có hành động lạ như vậy, Hạ Uy Duật cảm thấy có chút gì đó vô cùng khó chịu. Bỗng nhiên lúc này, lệ nhiên bước tới, kéo tay của anh rời đi. Em có chuyện muốn nhờ anh giúp, anh đi theo em có được không? Hạ Uy Duật đưa mắt nhìn cầm chỉ lam, cô vẫn sự thái độ lạnh lùng đó với anh. Anh khẽ thở dài rồi rời đi cùng với lệ nhiên nhưng mà anh nào hay biết cẩm chỉ làm lúc đó đã đau lòng và tức giận như thế nào sau khi tan làm cẩm chỉ làm ngay lập tức gọi điện cho hai người bạn thân của mình thôi thì anh gây chuyện em gánh tội tối nay nhất định không say thì không về giọng nói của ba cô gái vang vọng khắp cả quán nhậu cả quán đã được ba người bao chọn thế nên họ thoải mái mà quậy phá tương bừng vừa uống vừa tâm sự rất nhiều chuyện trên đời có nhiều lúc cẩm chỉ làm muốn hỏi Hạ Chi về người con gái tên là Lệ Nhiên kia, nhưng mà sau khi suy nghĩ kỹ lại thì lại thôi. Trong lòng của Mặc Khả Niệm bây giờ cũng đang vô cùng sầu não. Cô đang không biết có phải mình đặt niềm tin ở nhầm chỗ rồi không. Lúc chiều cô vô tình bắt gặp Sang Hạ Thần và Bạch Tuấn nói chuyện với nhau. Nhìn họ có vẻ rất căng thẳng vì lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, thế nên cô đã tiến lại gần, nhưng mà cuộc trò chuyện của họ lại khiến cho cô đứng hình. Rốt cuộc cậu có yêu khả niệm không nếu không yêu cô ấy thì cậu đừng gieo hy vọng cho cô ấy nữa rằng hạ thần nghe bạch tuấn nói như vậy thì rơi vào trầm tơ anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh có thật sự yêu mà khả niệm hay là không sao thế không thể nào trả lời được à kể cả tôi không yêu khả niệm đi chăng nữa thì nhất định tôi cũng sẽ không giao cô ấy cho cậu đâu cuộc đời của khả niệm chỉ có thể là của tôi mà thôi câu nói của giang hạ thần thật sự khiến cho mặc khả niệm cảm thấy vô cùng đau lòng hạ trì nhìn hai người bạn của mình mà khóc thầm trong lòng cứ để cho họ uống thế này thì chắc chắn lát nữa sẽ không thể nào trở về mắt thôi thì gọi người đến ngăn cản là thượng sách sau khi nhận được tin nhắn hai người đàn ông nào đó vội vàng đến lấy đồ rồi đón vợ về nhà nhưng mà thế nào gọi hai người lại đến những bốn người hạ trì hoang mang Giang hạ thần và hạ uy ruột tới thì không nói làm gì nhưng mà cái tên hàn phong cùng với lệ nhiên tại sao lại ở đây chứ lệ nhiên với hai anh em hạ chê quen biết nhau từ bé thế nên cô và lệ nhiên không có gì xa lạ cả hai người đàn ông kia tiến tới giật ly rượu trên tay của hai người con gái ra cầm chỉ làm đưa mắt nhìn hạ uy ruột nhưng mà lại va ánh mắt vào lệ nhiên hai người họ cùng nhau tới đây để làm gì cơ chứ có bạn gái rồi mà còn muốn quan tâm đến tôi sao? Đồ đàn ông tồi. Đẩy Hạ Uy Duật ra, cầm chỉ làm cầm lấy ly rượu rồi uống tiếp. Hạ Uy Duật tức giận mà quát. Đi về, nhanh. Anh quát tháo cái gì chứ? Chuyện của tôi cần anh quan tâm à? Anh phiền quá rồi đấy. Hạ Uy Duật lúc này giống như bùng nổ, dám đi uống rượu mà không để anh biết. Bây giờ lại còn tỏ thái độ đó với anh sao? trực tiếp kéo tay của cầm chỉ lam đi ra xe. Để tôi đưa cô về. Anh buông ra đi, tôi không cần. Lúc này, lệ nhiên ở bên cạnh cũng đi tới, đỡ lấy cầm chỉ lam. Cô ta đưa ra bộ mặt giả chân rồi nói. Chị à, chị say rồi đấy, để bọn em đưa chị về nha. Không hiểu sao, Hạ Uy ruột nói thì cô không nghe, nhưng mà lệ nhiên nói thì cô lại tỏ ra vô cùng vui vẻ. Được rồi, tớ về trước đây, chào nha. Tiểu Chi, lát nữa em về cùng với Hàn Phong. Anh đưa hai người này về trước nhé. Vâng. Mặc khả niệm và Hạ Chi đồng thanh nói. Giang Hạ Thần nhìn Mặc khả niệm định kéo cô đứng dậy. Ngay lập tức Mặc khả niệm né tránh anh. Giang Hạ Thần hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Để tôi đưa em về nhé. Không cần, lát nữa tôi sẽ tự mình về. Hàn Phong quay sang nhìn Hạ Chi với ý hỏi rằng Hai cặp này bị làm sao vậy chứ? Hạ Chi nhún vai, tỏ vẻ không hiểu. Giang Hạ Thần như chịu hết nổi với sự bướng bỉnh của Mạc Khả Niệm. Anh tức giận nhấc bổng cô lên trên vai. Mạc Khả Niệm sợ hãi, vừa hét vừa đánh vào lưng của anh. Buông tôi ra, cái tên biến thái này. Em im miệng cho tôi. Anh về trước đây, hai người về cẩn thận nha. Em biết rồi. Giang Hạ Thần và Mạc Khả Niệm lên xe, Hàn Phong liền quay sang hỏi Hạ Chi hai đôi này liệu có chắc là thuyền không bị chìm không đây anh yên tâm đi làm sao mà bị chìm được chứ trong xe giang hạ thần vừa đi vừa lên tiếng tranh móc mặc khả niệm tại sao em lại đi uống rượu thế này uống say rồi thì ai đưa em về đây lỡ gặp người xấu thì biết phải làm thế nào không đến lượt anh phải quan tâm đâu em nói cái gì thế tôi nói là anh không cần phải quan tâm tới chuyện riêng của tôi đâu Câu nói của Mạc Khả Niệm đã thành công chọc tức Giang Hạ Thần. Anh bắt đầu to tiếng với cô. Em bị làm sao thế? Rốt cuộc là em giở cái trò giận hờn vô cớ này để cho ai xem đây. Tôi giận hờn vô cớ sao? Đúng là tôi giận hờn vô cớ đấy. Anh cho tôi xuống xe đi, tôi tự về. Lái xe vào vệ đường, Giang Hạ Thần vươn tới, cưỡng hôn Mạc Khả Niệm. Cô vội vàng dãy ruộng, tay chân vung lung tung muốn đẩy anh ra. Sau khi hôn xong, Giang Hạ Thần giam cô vào trong vòng tay của mình, rồi cất tiếng nói trầm khàn. Nói đi, tại sao em lại giận dỗi chứ? Tôi làm gì em sao? Mà khả niệm không hiểu sao lại bật khóc thật là to. Nhìn cô khóc như vậy, Giang Hạ Thần vô cùng hoảng loạn. Em, em đừng khóc được không? Tôi có làm gì em đâu, em nín đi nào. Nghe anh nói, mặc khả niệm lại càng khóc to hơn. Giang hạ thần bất lực, liền ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Mà khả niệm nhân cơ hội cắn thật mạnh vào trong vai của anh. Cô còn không quên nghiến đi nghiến lại miếng thịt đó. Giang hạ thần nắm chặt tay để nén cơn đau. Sau khi buông anh ra, mà khả niệm mới cảm thấy tâm trạng của mình trở nên dễ chịu một chút. Thấy cô đã ngừng khóc, Giang hạ thần cẩn thận mà nói. Nói đi, tại sao em giận tôi chứ? Hôm nay anh nói chuyện cùng với Bạch Tuấn, tôi đã nghe thấy hết cả rồi. Anh chỉ muốn chiếm hữu tôi, làm của riêng mình, chứ không hề yêu tôi. Thế nên tôi mong rằng từ nay về sau, chúng ta đừng qua lại với nhau nữa. Điều đó khiến cho tôi rất khó chịu." Giang Hạ Thần nhíu mày. "Tại sao em lại khó chịu chứ? Thì anh không hề yêu tôi, mà đối xử tốt với tôi sẽ khiến cho tôi hiểu lầm mà có tình cảm với anh. Tôi không muốn sau khi tôi yêu anh rồi, anh sẽ buông tay tôi." Như vậy thì tội cho tôi lắm Giang Hạ Thần bật cười Mà khả niệm khó hiểu Cao mày nhìn anh Chuyện này có gì vui mà anh lại cười cơ chứ Ngốc quá Tôi yêu em Và sẽ khiến cho em yêu tôi Quả đúng là lúc đầu Anh không có nghĩ đến chuyện anh yêu cô Nhưng mà sau khi nghe Bạch Tuấn nói Muốn cướp cô Dù sao thì hai người cũng có hôn ước Thế nên chuyện này cũng sẽ rất đơn giản chỉ nghĩ đến việc không có được cô, anh sẽ cảm thấy vô cùng mất mát, đau đớn. Hơn hết, anh không muốn nhìn thấy cô ở trong vòng tay của một người đàn ông khác. Đó không phải là yêu thì là cái gì cơ chứ? Trên đường trở về nhà, cầm chỉ làm ngồi ở ghế sau, nhìn hai người phía trước ân ái mà tức muốn đấm cho một cái. À không, phải là vài cái mới đúng chứ? Lệ nhiên hết khoác tay hạ uy ruột lại đến để tay trên bàn tay đang lái xe của anh, rồi lại còn... Anh, hôm qua em có tới thăm bà đấy. Anh ơi, em vừa xem trên mạng có một quán ăn ngon lắm, chúng ta cùng đến đó ăn nha. Anh à, em buồn ngủ quá, em có thể tựa vào vai của anh để ngủ được không? Một tiếng anh, hai tiếng cũng anh, thật đúng là đáng ghét quá đi mất. Coi cầm chỉ làm cô, chỉ là vô hình hay sao? Lên ngồi chiếc xe cùng với hai người, đúng là một sai lầm mà. Đang đi rất bình thường, bất ngờ hạ uy ruột, quay vào trong một con đường lệ nhiên bất ngờ quay sang hỏi anh à đây không phải là đường về nhà em sao ừ anh đưa em về trước em tưởng là em với anh sẽ đưa chị chỉ lam về trước chứ sao lại thành em rồi thấy hai người đằng trước như sắp đánh nhau tới nơi cẩm chỉ lam bèn nói để giải vây hay là dừng lại cho tôi xuống đi tôi tự bắt xe về là được rồi im lặng đi Tiếng nói của hạ uy duật khiến cho cẩm chỉ làm liền im ngay cô chỉ muốn tốt cho mối quan hệ của hai người này thôi mắc mớ gì mà quát cô cơ chứ thái độ của hạ uy duật có chút thay đổi lệ nhiên bắt đầu cảm thấy bất an nhìn cẩm chỉ làm bằng ánh mắt không hề thân thiện đưa lệ nhiên về nhà rồi hạ uy duật mới nói chủ quản cô lên ghế trước ngồi đi cẩm chỉ làm có chút bất ngờ nhìn anh thôi không cần đâu Tôi ngồi ghế sau là được rồi Tôi không bị say xe Thế nên không sao Rõ ràng đi làm cô là cấp trên Của cái tên Hạ Uy Ruột chết tiệt này Vậy mà bây giờ phải khép nét Trước anh ta như vậy Tôi bảo cô lên thì cô cứ lên đi Gì vậy chứ Cho dù không muốn nhưng mà cầm chỉ làm Vẫn phải bước xuống xe Làm theo lời nói của Hạ Uy Ruột thấy cô ngồi yên ổn ở trên ghế phụ rồi Anh mới lái xe rồi đi đi được một đoạn khá xa rồi nhưng mà cả hai người lại không có mở miệng ra nói chuyện với nhau câu nào để phá vỡ bầu không khí sượng chân này hạ uy ruột bèn lên tiếng cô không có gì để hỏi tôi sao hỏi gì là hỏi gì cơ có thật sự là cô không muốn biết tôi và lệ nhiên có quan hệ gì với nhau sao cẩm chỉ làm ngơ ngác chuyện của hai người thì có liên quan gì tới tôi cơ chứ Câu nói của cẩm chỉ làm giống như nhát dao đâm thẳng vào trong trái tim của Hảo Uy Duật. Đây là trách cô vô tâm hay là do anh không đủ quan trọng để cô nghĩ tới đây? Bầu không khí trong xe bắt đầu rơi vào trong tĩnh lặng. Đến nhà mình rồi, cầm chỉ làm theo phép lịch sự cúi đầu. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh đi cẩn thận nha. Nói xong, cô mở cửa bước xuống xe. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của cô. Anh đẩy cửa ra rồi hét lên thật to. Cẩm Chỉ Lam. Cô nghe thấy tên của mình thì giật bắn người quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Hạo Uy Duật tiến tới rồi phủ lên đôi môi của cô. Cẩm Chỉ Lam ngơ ngác, mắt mở to tròn chớp chớp. Đến khi đã định thần lại, cô mới đẩy Hạo Uy Duật ra, rồi tặng cho anh ta một cái tát giòn tan. Tôi ghét nhất là những loại người như anh, dơ bẩn. Tôi dơ bẩn chỗ nào chứ? Hạ Uy Duật không hiểu là cô đang nói cái gì, liền kéo tay của cô lại. Anh có bạn gái rồi, mà anh còn hôn tôi. Anh xem anh làm như vậy có xứng đáng để có được tình yêu của lệ nhiên không? Anh lúc này mới nở ra nụ cười vô cùng bất ngờ. Bạn gái sao? Ai nói với em tôi và lệ nhiên là người yêu của nhau chứ? Không cần ai phải nói cả, cả công ty này đồn ầm lên rồi kia kìa. Anh định một chân đạp hai thuyền à? đừng có mà mơ hạo ơi ruột nghe như vậy thì liền búng một cái lên chán của cẩm chỉ làm em nghĩ ít thôi tôi không có bạn gái càng không phải bạn trai của lệ nhiên xoa xoa vùng chán vừa bị búng cẩm chỉ làm liền phản bác lại ngay anh đùa tôi đấy à vừa rồi hai người trong xe làm những gì chẳng lẽ tôi mù à với cả nửa đêm rồi ai lại một nam một nữ đi cùng nhau bao giờ chứ tôi đi cùng lệ nhiên là vì chúng tôi có cuộc gặp với một thầy giáo đã dạy học cho chúng tôi hơn nữa ba tôi và ba của lệ nhiên có quen biết nhau nên chúng tôi chơi cùng nhau từ nhỏ rồi mối quan hệ có hơi thân thiết một chút nhưng mà nếu chủ quản không thích thì từ giờ tôi sẽ không tiếp xúc cùng với cô ấy nữa nhìn anh bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ cầm chỉ làm hỏi lại những lời anh vừa nói liệu có tin được không đây Tôi đã làm đến như vậy rồi mà em còn không tin tôi sao? Tôi thật lòng với em đấy Ờ... À, ừ Câu trả lời siêu ngắn gọn của cô khiến cho hạ Uy Duật dư vào trong hoang mang Ừ sao? Rốt cuộc ý em là thế nào? Tôi thật sự rất muốn khi mà người khác hỏi thì có thể hãnh diện nói rằng em là bạn gái của tôi Em có thể cho tôi một cơ hội được chứ? Còn phải xem xem biểu hiện của anh thế nào đã Nói xong Cô chạy thẳng một mạch vào trong nhà Anh ở ngoài lúc này Cũng nở ra nụ cười vô cùng vui vẻ Sau một tuần dài Hôm nay Hạ Gia chính thức mở một buổi tiệc Để mừng thọ 80 tuổi Của bà nội Kim Kiều Mới sáng sớm thôi Mà cả Hạ Gia đã vô cùng nhộn nhịp xôn xao Ai ai cũng hào hức vui vẻ Để cùng nhau sửa soạn Trang trí nhà cửa để có cho mình một buổi tiệc thật là hoành tráng. Hạ Trì và Hạ Uy Duật cũng vô cùng bận rộn với công việc được phân chia. Buổi tối hôm đó, cả gia đình chìm trong niềm vui, hào hức. Tất nhiên là cả mặc Khả Niệm và Cầm Chỉ Lam cũng có mặt bởi vì họ chính là bạn thân của Hạ Trì. Cả Hạ Gia cũng biết và quý mến cả hai cô gái đó. Và tất nhiên không thể nào thiếu sang Hạ Thần, Hàn Phong. Dù họ không phải đến với tư cách là bạn thân của Hạ Uy Duật, thì cũng đến với tư cách là người làm chủ của sang gia hàn gia mặc khả niệm hôm nay mặc trên người bộ váy trắng có phần xẻ tà ở chân lộ ra đôi chân dài trắng mịn màng phía trên là tay phồng vô cùng xinh đẹp cẩm chỉ làm cũng khoác lên mình bộ váy màu xanh nhạt lung linh với hàng ngàn viên kim cương còn hai người con trai thì một vét đen một vét trắng trông giống như một con quạ đi với một con cò vậy đúng là quá hợp lý rồi nhìn thấy bốn người hai anh em nhà họ hạ cũng chạy ra tiếp đón hạ chi mặc trên người bộ váy đuôi cá màu be điểm thêm chút phấn trông vô cùng xinh đẹp hạ uy ruột cũng đưa mắt ngắm nhìn cầm chị làm mái tóc dài của cô hôm nay được cuộn tràn lên trông vô cùng năng động và xinh đẹp mắt thấy hai người bạn thân của mình ngắm nhìn con gái nhà người ta đến nỗi hai con mắt sắp rơi xuống đất rồi khiến cho sang hạ thần chỉ muốn tránh thật xa không nhận là bạn của mình nữa nhưng mà thế thì tội lắm người ta sẽ kỳ thị mà thôi bà nội của hạ chi thấy bốn đứa cháu rơi rớt ngoài đường của mình thì cũng vô cùng thích thú bà lão thật sự rất thích bốn đứa nhỏ này hai đứa cháu gái thì vô cùng nhanh nhẩu hoạt bát thông minh lại còn hiền lành còn về phần hai tên cháu trai kia thì cũng ổn đẹp trai tài giỏi mà hơn hết là nhiều tiền đùa thôi hơn hết là biết quản lý công ty vậy là quá tài giỏi rồi cả bốn đứa hôm nay đến cùng nhau khiến cho ta vui quá tất cả có quen biết nhau sao giang hạ thần mỉm cười rồi đáp dạ vâng tất cả chúng con có quen biết nhau thưa bà đưa quà của mình cho bà kim kiều anh nói tiếp con chúc bà nội luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ tươi trẻ con có chuẩn bị ít thuốc bổ và nhân sâm tất cả đều là hàng chất lượng mong bà nội có thể nhận cho con vui được rồi bà nội cảm ơn con hàn phong cũng lễ phép đưa quà cho bà mặc khả niệm và cầm chỉ lam cũng đưa quà tiếp theo được rồi được rồi cảm ơn tất cả các con nói đến đây chắc mọi người ai cũng sẽ thắc mắc rằng bà nội già rồi mà sao lại cầm được đống quà lại đưa cho bà cơ chứ sự thật là những món quà đó đều là hạ chê và hạ uy ruột cầm cho bà hết rồi sau cuộc nói chuyện tất cả cùng hòa mình vào trong bữa tiệc và những lời chúc mừng của mọi người dành cho bà kim kiều nhưng ở phía xa lại có một người không hề muốn hòa mình vào trong niềm vui đó chính là mạc mộc lan cô đến đây cũng chỉ vì sự ép buộc của mạc hàm lúc trước cô ta còn thích đến những bữa tiệc nhộn nhịp như thế này nhưng mà không hiểu sao giờ đây cô lại cảm thấy bản thân mình không thể nào hòa nhập được cùng với nó sau màn cắt bánh kem của bà kim kiều thì Mộc mộc lan cũng quay lưng rời đi rời khỏi bữa tiệc đó tránh khỏi bản nhạc và dòng người xô bồ cùng với tiếng nói cười vui vẻ cô ta liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều bắt đầu từ một giây phút nào đó cô lại muốn có một cuộc sống thật đơn giản nhìn những đôi tình nhân tay trong tay trên đường cô cũng khao khát có được một tình yêu đẹp như vậy nhưng có vẻ là quá khó đang chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ theo dòng cảm xúc của bản thân. Mặc Mộc Lan không hề hay biết, từ nãy đến giờ ở bên cạnh đã có một người con trai. Giật mình quay sang nhìn anh ta, đây chính là người mà cô đã gặp ở bên hồ lần trước. Người con trai đã đưa cho cô chiếc khăn tay cùng sưởi ấm con tim nguội lạnh của cô lúc đó. Người đàn ông đó cũng có vẻ nhận ra cô nên mới thản nhiên đứng cạnh như vậy. Thấy cô đã nhận ra mình, anh mới cất tiếng và nói. Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau thế này rồi, tôi tên là ngô gia kỳ một họa sĩ tự do còn cô tôi tôi tên là mặc mộc lan ngô gia kỳ khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói hai lần gặp cô tôi đều thấy cô có vẻ rất buồn nhưng mà hình như ngày hôm nay cô đã tốt hơn rồi không cho nước mắt rơi xuống nữa cô có chuyện gì phiền lòng sao nửa ra nụ cười nhẹ nhàng mặc mộc lan trả lời không có gì chỉ là muốn hít thở không khí thôi Anh làm gì ở đây thế này Tôi đi dạo thôi Vô tình thấy cô Thế nên muốn nói chuyện một chút Hôm nay cô xinh đẹp thật đấy Cảm ơn anh Vừa nói xong Từ đằng xa Tiếng nói của mặc Hàm đã vọng tới Mộc Lan Đứng đó làm gì thế Mau vào trong này đi Tôi phải đi trước đây Gặp anh sau nha Được rồi tạm biệt cô Mà Mộc Lan cầm chiếc váy lên rồi chạy thật nhanh về phía của Mạc Hàm. Khi quay lại nhìn thấy anh, vẫn đang đứng đó, còn không quên vẫy tay chào cô, khiến cho trái tim của Mạc Mộc Lan bỗng có một cảm giác vô cùng khác lạ. Sau khi suy nghĩ và tính toán cẩn thận, không thể nào cứ mãi ở nhà để ăn bám lấy Mạc Hàm được, thế nên Mạc Mộc Lan quyết định sẽ đến công ty của gia đình để thực tập. Trong khoảng thời gian từ Giang Gia trở về Mạc Gia, cô và Mạc Khả Niệm khi gặp nhau hai người cũng không hề nói chuyện với nhau. Sống chung một mái nhà nhưng mà không ai quan tâm đến ai cả. Lúc biết tin Mạc Mộc Lan rời khỏi Giang Gia để trở về nhà, Mạc Hàm vô cùng dốc. Thế nhưng vì Giang Gia vẫn giữ vốn đầu tư vào công ty, thế nên Mạc Hàm cũng không có quá gì là để ý cả. Nhưng mà nhất định ông sẽ giúp cho Mạc Mộc Lan có thể quay trở về Giang Gia. Chứ cứ để thế này, sớm muộn gì thì Mạc Gia cũng sẽ bị Giang Gia cho ra rìa mà thôi. Đang tập trung làm việc, Mộc Mộc Lan nhận được một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói của người phụ nữ vang lên. "Xin chào, cô có phải là Mộc Mộc Lan không?" "Là tôi, cô là ai thế?" "12 giờ trưa nay, hẹn cô tại quán cà phê Mochi." Còn không để cho Mộc Mộc Lan nói gì thêm, người ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Trong lòng của Mộc Lan bắt đầu có một cảm giác không an toàn một chút nào. Đúng 12 giờ, Mạc Mộc Lan đi đến điểm hẹn. Vừa bước vào trong, một cô gái đã vẫy tay với cô. Hít một hơi thật sâu, Mạc Mộc Lan đi tới chỗ của cô ta. Cô là ai? Cô hẹn tôi ra đây có việc gì sao? Cô cứ ngồi xuống đi, rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé. Malian nở ra nụ cười thật tươi, nói với Mạc Mộc Lan. Nhìn thấy nụ cười đó, Mạc Mộc Lan phải choáng ngợp trước vẻ đẹp kiều diễm của Malian. Được rồi, Cô mau nói đi Tôi là Malian Rất vui được gặp cô Mặc Mộc Lan Hôm nay tôi hẹn cô tới đây Là có chuyện muốn bàn với cô một chút Bởi vì kẻ thù chung của chúng ta Chính là Mặc Khả Niệm Em gái của cô Thế nên tôi muốn cô có thể hợp tác cùng với tôi Để diệt trừ mối hiểm họa đó Nghe đến đây Mặc Mộc Lan liền đứng dậy rồi nói Cô tìm nhầm người rồi Tôi không có hứng thú với chuyện này nếu như là lúc trước thì tất nhiên mạc mộc lan sẽ vô cùng thích thú mà đồng ý bởi vì cô ta không hề thích mặc khả niệm nhưng bây giờ cô ta chỉ muốn bình yên mà sống thôi không muốn vướng vào bất cứ một chuyện gì khác hơn hết bây giờ cô cảm thấy mặc khả niệm cũng không hề đáng ghét như cô đã từng suy nghĩ thấy mạc mộc lan định rời đi mà lian đã tương đòn trí mạng cô thật sự là không muốn sao tôi biết là cô có tình cảm với Giang Hạ Thần. Cô chưa bao giờ nghĩ nếu không có Mặc Khả Niệm thì chắc chắn người mà Giang Hạ Thần yêu chính là cô hay sao? cùng nói đó đã thành công khiến cho Mặc Mộc Lan ngồi xuống chiếc ghế kia. Sau khi nói chuyện cùng với Malian xong, Mặc Mộc Lan trở về công ty. Nhìn thấy Mặc Khả Niệm đang vui vẻ trò chuyện với các đồng nghiệp ở bên cạnh, trong lòng Mộc Lan trở nên rất khó chịu. Đi thẳng về phòng làm việc của mình không muốn để tâm đến chuyện của mặc khả niệm nữa nhưng chỉ một lúc sau mặc khả niệm đẩy cửa bước vào trong trên tay cầm theo tách cà phê theo quan điểm của mặc khả niệm cô thấy rằng mặc mộc lan vô cùng hiền lành dễ thương nhưng không hiểu sao mặc mộc lan cứ thích gây sự với cô trong thời gian này mặc mộc lan tự nhiên trở nên trầm tính cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều ngoài ra còn có thiện cảm với mặc mộc lan của bây giờ Cô vào đây làm gì? Tôi không muốn gây sự với cô đâu. Đi ra ngoài đi. Biết là Mạc Mậu Lan đang có ý muốn đuổi mình nhưng mà khả niệm nào chịu rồi đi chứ. Đặt tách cà phê trên bàn, cô nói. Tôi vừa đi pha cà phê, chợt nhớ ra lúc ở nhà chị cũng thích uống cà phê, thế nên tôi pha cho chị một tách. Chị uống đi cho nóng, rồi lấy sức mà làm việc. Tôi không làm phiền chị nữa, tôi đi ra ngoài đây. Mạc Mộc Lan nghe khả niệm nói như vậy thì có chút bất ngờ không ngờ là mặc khả niệm lại để ý đến sở thích của bản thân mình. Tại sao lại làm như vậy chứ? Mặc khả niệm ngạc nhiên quay lại nhìn mặc mộc lan. Sao cơ? Đôi mắt của mặc mộc lan có chút đỏ rồi, cô ta nói. Tại sao? Cô có thể coi như tôi vô hình cơ mà. Cô cũng có thể cười vào mặt của tôi khi mà thấy tôi gặp chuyện cơ mà. Tại sao cô lại làm như vậy chứ? Cô muốn gì đây? Chỉ là một tách cà phê thôi, mà tại sao Mạc Mộc Lan lại biến cô thành người xấu rồi? Mà khả niệm đưa tay lên, gãi gãi bên má. À, tôi chỉ muốn quan tâm chị chút thôi. Chị yên tâm, tôi không cho thuốc gì vào tách cà phê của chị đâu. Chị tin tôi đi. Nói xong, mà khả niệm định đi ra ngoài. Nhưng một lần nữa lại bị câu nói của Mạc Mộc Lan cản lại. Tránh xa Malian ra. Cô ta không đơn giản đâu mặc khả niệm ngơ ngác nhìn mặc mục Lan Cô vẫn không hiểu sao Mộc Lan lại có thể biết đến sự tồn tại của Malian. Nhưng mà nếu cô đã nói như vậy rồi thì chắc chắn là không hề đơn giản thật Em biết rồi. Chị đừng lo cho em Em nhất định sẽ không sao đâu Nhìn bóng lưng rời đi của mặc khả niệm Mộc Lan khẽ thở dài Không viên câu nói của cô mặc khả niệm có hiểu không nữa Quay trở lại lúc ở quán với Malian. Mặc Mộc Lan, Mộc Mộc Lan sau khi nghe lý do và sự khuyên nhủ của Malian cô nở ra nụ cười để che giấu đi nỗi đau của mình dù cô vẫn thẳng thắn mà quyết định cô siêu thật đấy có thể lợi dụng tôi để hại em gái của tôi nhưng mà tiếc quá tôi không phải là một người chị giống như vậy đâu tuy chỉ là cùng cha khác mẹ thôi nhưng mà nếu cô làm hại mà khả niệm thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu khi thấy Giang Quân bước vào mặc hàm nở ra nụ cười thật tươi chào đón ông Giang Quân ngồi xuống bàn, ông nói. Hôm nay tôi tới đây là có chuyện muốn nói với ông. Mặc hàm nghe như vậy thì nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Ông ta rót rượu cho Giang Quân rồi bắt đầu lấy lòng. Giang Tổng, trước hết để cho tôi nói chuyện này nhé. Thật ra thì tôi biết rằng Mộc Lan nhà tôi trong thời gian này đã khiến cho ông phải lo lắng nhiều. Nhưng mà ông cũng biết rồi đấy, con bé còn trẻ tuổi, hơi ngang bướng. Mong ông có thể bỏ qua cho nó, tôi nhất định sẽ bắt nó tới xin lỗi ông và hạ thần mong ông xem xét cho nó về giang gia con gái lớn gả đi rồi lại trở về nhà thế này khiến cho mặc gia chúng tôi khó xử lắm trước khi tới đây giang quân cũng thầm đoán được mặc hàm hẹn ông ra chỉ muốn mặc mộc lan có thể quay trở về giang gia nhưng mà ông đã quyết định rồi trong chuyện này một phần cũng là tại ông ông gián tiếp làm tổn thương đến cô bây giờ sẽ bù đắp lại thật xin lỗi mặc tổng tôi đã có một người con dâu mà tôi mong ước rồi hạ thần cũng vô cùng thích cô bé đó tôi nghĩ hôn nhân của giới trẻ thì để cho chúng nó tự quyết định chứ hôn nhân của hạ thần và mộc lan không có tình yêu thì rất nhanh chóng sẽ lụi tàn mà điều này có thể làm tổn thương đến mộc lan ông yên tâm đi thời gian qua con bé rất ngoan không làm chúng tôi thất vọng gì cả mặc ra quả là dạy con rất tốt tuy rằng không thể có quan hệ thân thiết với mộc lan nhưng mà số cổ phần và vốn đầu tư của Giang Gia cho Mộc Gia sẽ được chuyển nhượng cho Mộc Lan mong rằng có thể bù đắp cho cô bé đó Mộc Hàm nghe ông nói thì đắn đo suy nghĩ chỉ nói riêng về vốn đầu tư của Giang Gia thôi cũng phải khiến cho một đời người tiêu mãi không hết vậy mà bây giờ lại giao tất cả cho Mộc Mộc Lan như vậy là quá tốt rồi còn gì vậy thì được rồi tôi sẽ về nói lại với Mộc Lan được rồi Cảm ơn Mạc tổng nhé." Tuy rằng ngoài miệng thì niềm nở như vậy thôi, nhưng mà sâu trong lòng Mạc Hàm vẫn cảm thấy có một chút gì đó rất khó chịu. Tuy rằng gia dù có và quyền quý, nhưng mà đối xử với một mặc gia nhỏ bé như vậy quả thật là khiến cho người ta phải khó xử. Tiếng chu điện thoại của Mạc Khả Niệm bất ngờ reo lên, nhìn dòng số lạ hoắc đó, cô có chút do sự không bắt máy, nhưng mà vừa kết thúc lần gọi đầu tiên, lần gọi thứ hai lại tiếp tục vang lên. Một nữ đồng nghiệp thấy như vậy thì liền nói Khả niệm Cậu có điện thoại kìa, nghe máy đi chứ À ừ Mặc khả niệm gật đầu Rồi bắt máy Alo, là ai thế Ở đầu dây bên kia Truyền đến giọng nói khàn khàn vô cùng bí ẩn Cô là mặc khả niệm đúng không Đúng là tôi Cô có muốn biết sự thật Về cái chết của mẹ cô không Mặc khả niệm nghe đến chuyện về cái chết của mẹ mình thì ngạc nhiên. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên. Cảm xúc của cô vô cùng hỗn loạn. Ông là ai? Tại sao ông lại biết chuyện này? Cô không cần biết tôi là ai. Cô chỉ cần biết nếu muốn biết được sự thật về cái chết của mẹ cô thì 2 giờ chiều ngày hôm nay hẹn cô ở hồ nước Van Les. Nói xong, người đàn ông ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Cho dù mà khả niệm có gọi đến bao nhiêu lần nhưng mà trả lời cô cũng chỉ là giọng nói của tổng đài. Nữ đồng nghiệp ở bên cạnh thắc mắc. Có chuyện gì thế, khả niệm? À, không có gì đâu. Tâm trạng của khả niệm lúc này vô cùng bối rối. Cô có nên tin vào lời nói của người đàn ông kia không? Đến đúng giờ, cô liền đến điểm hẹn để gặp người đàn ông đó. Cô là mà khả niệm đấy à? Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên ở phía sau. Mà khả niệm quay lại nhìn. Ông ta đeo khẩu trang nên cô không thể nào nhìn thấy rõ được mặt của ông ta rốt cuộc ông là ai tại sao ông lại biết mẹ tôi tôi là ai điều đó không quan trọng quan trọng là những điều tôi biết nhiều hơn là cô nghĩ đấy vậy sao tất nhiên rồi ngoài biết cô là con gái của từ ngọc vân ba của cô là mặc hàm những chuyện liên quan tới từ ngọc vân tôi đều biết hết mẹ cô được bác sĩ chuẩn đoán ung thư não mà chết có đúng không lúc đó Cô bao nhiêu tuổi? À đúng rồi, lúc đó còn hai tháng nữa là đến sinh nhật 6 tuổi của cô, đúng chứ? Từ Ngọc Vân, cái tên mà đã rất nhiều năm rồi cô không được nghe thấy. Tất cả những chuyện người đàn ông này nói đều vô cùng chính xác. Rốt cuộc là ông muốn cái gì đây? Nếu muốn biết thêm mọi chi tiết thì đi theo tôi. Cho dù không muốn nhưng mà mặc khả niệm vẫn quyết định đi theo ông ta. Đến một con ngõ nhỏ, Vừa đi cô vừa quan sát mọi thứ Chỗ này không có người đi qua lại Nếu như càng đi tiếp Thì chắc chắn điện thoại sẽ không có tín hiệu Càng không thể nào cầu cứu người khác Dừng lại Ông định đưa tôi đi đâu thế này Phát hiện ra rồi sao Thôi thì không giấu nữa nha Vừa nói Vừa tháo khẩu trang ra Tạo phương trấn nở nụ cười Vô cùng đê tiện mà nói Chào mừng cô bé đã gặp được ta Ta chính là Tạ Phương Trấn Chắc hẳn là cô cũng biết đến ta rồi chứ nhỉ Tạ Phương Trấn sao Thật không ngờ lại gặp ông ta Mà còn bị ông ta lừa đến đây nữa Mà khả niệm không hề tỏ ra sợ hãi Cô nở ra nụ cười Tôi mất công đi tìm lại không thấy Vậy mà ông lại tự dẫn thân tới đây sao Tạ Phương Trấn Ông hơi coi thường tôi rồi đó Vậy sao Tạ Phương Trấn không hề tỏ ra lo lắng Mà vỗ tay vài cái một đám đàn em của ông ta bắt đầu xuất hiện. đồng thế này sao? nhưng mà dù thế nào thì chớ xem thường mặc khả niệm cô. sao nào mặc khả niệm? cô muốn tự bản thân mình kết liễu hay là muốn được hưởng cảm giác giống như mẹ của cô? ý của ông ý ông là sao? nghe thấy câu hỏi của Tạ Phương Chấn mặc khả niệm nhớ mày khó hiểu. quả nhiên là quá ngây thơ. nhưng mà thôi xử lý xong cô rồi ta sẽ nói cho cô nghe sau dù sao thì cũng phải để cho cô biết được sự thật trước khi chết chứ tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại biết chuyện tôi muốn điều tra về cái chết của mẹ tôi mà lấy điều đó ra để dụ tôi tới đây chứ cô bé này quả đúng là ngốc nghếch thật đấy ta chỉ thuận miệng nói cho vui vậy thôi chẳng lẽ phận làm con lại không quan tâm đến mẹ mình hay sao giờ thì cô đã hiểu tất cả chỉ là vô tình thôi chỉ là cô quá dễ tin vào lời nói của ông ta Thôi được rồi, thay vì hội đồng, tại sao các người không cử người giỏi nhất ra chiến đấu với tôi chứ? Nếu tôi thắng, các người phải thả tôi ra. Còn nếu tôi thua, thì tùy ý các người xử lý thế nào thì xử lý. Cô bé nghĩ rằng chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hít vào một hơi thật sâu, mặc khả niệm lên tiếng. Vậy thì hai người giỏi nhất đi. Nhìn dáng vẻ của mặc khả niệm, tạ phương chấn nở ra, nụ cười đầy dâm tả mồm miệng của ông ta lúc này cũng thốt lên câu nói đầy dơ bẩn. Được thôi, có cá tính. Thế này mà ân ái cùng thì sẽ tuyệt vời lắm đây. Câu nói đó khiến cho cả đám người kia đều phá lên cười. Một người đàn ông trong đó còn nói thêm: Đại ca, còn thiếu tụi này nữa nha. Được rồi, được rồi. Xử lý xong việc này, ta nhất định sẽ chia thưởng cho các chú chứ. Các chú sẽ được chơi nát cái con đàn bà này kinh tởm chỉ với hai từ của mặc khả niệm dường như đã khiến cho đám người kia vô cùng tức giận không cần phải nói nhiều với nó làm gì a tam a tứ xông lên đi dạ vâng đại ca hai tên a tam a tứ đồng thanh trả lời rồi tiến gần về phía của mặc khả niệm đến gần cô a tam còn lên tiếng và nói cô bé bọn anh đây không biết thương hoa tiết ngọc là gì đâu đấy em thông cảm nhé mặc khả niệm không nói gì, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. A tam bắt đầu chạy đến, đưa tay đấm vào người của cô, nhưng mà mặc khả niệm nhanh chóng tránh được, còn bắt lấy cánh tay đang ra đòn kia. Với một đòn duy nhất đã cuột ngã cái tên A tam kia. A tứ thấy người anh em của mình bị ngã sóng xoài dưới đất, thì lao tới, liếc mắt ra đằng sau, thấy A tam đã đứng dậy, chuẩn bị đánh lén từ phía sau. Cành vào lúc cái tên A tứ chạy đến bên cạnh, cô liền cúi người xuống cú đấm của A Tứ đâm thẳng vào mặt của A Tam. Không chỉ vậy, tên A Tứ này cũng bị vướng vào chân của Mạc Khả Niệm, ngã sõng xoài ở dưới đất. Mạc Khả Niệm chỉ mới tránh đòn thôi đấy. Tự nghĩ, nếu mà cô ra đòn thì chắc là hai người này không còn thấy đường về nhà gọi mẹ rồi. Tên A Tứ vẫn không chịu thua, hắn ta tức giận, hét to. Con nhỏ đáng ghét này, mày mau chịu chết đi. Sau đó thì cả A Tam A Tứ cùng nhau lao lên mà khả niệm cũng chạy về phía của hai người đó lấy tên a tứ làm điểm tựa cô đu mình lên đạp thẳng vào ngực của tên a tam khiến cho hắn ta đau đớn mà ngã xuống hạ chân xuống dưới đất mà khả niệm nhanh như cắt quay người lại dùng tay kẹp chặt đầu của a tứ rồi vặn thật mạnh thành công khiến cho tên a tứ bị gãy cổ nằm bất động ở dưới đất còn tên a tam bị cô dùng chân đạp thật mạnh vào bụng khiến cho hắn ta không còn sức mà đứng dậy nữa cuộc chiến đấu thành công mỹ mãn mà khả niệm bẻ các ngón tay rồi xoay xoay cổ cho bản thân mình không bị nhức mỏi cô nở ra nụ cười rồi nói chúng ta giữ đúng lời hứa thôi tôi giải quyết xong hai tên này rồi tôi có thể đi được rồi chứ nói đến mà khả niệm chắc chắn sẽ không có ai tin một cô gái trông có vẻ mỏng manh yếu đuối kia lại rất giỏi võ cô từng là một học trò xuất sắc của khoa huấn luyện taekwondo và judo cô còn đạt huy chương vàng môn võ Taekwondo. Thế nên đối với cô thì xử lý hai tên kia chỉ rất đơn giản mà thôi. Nhìn đàn em của mình bị mặc khả niệm đánh cho trọng thương, tạ phương chấn ngạc nhiên đến mức không thể nào tin vào mắt của mình. Ông ta lấy lại bình tĩnh, nhìn mặc khả niệm rồi nói. Cô nghĩ đơn giản như vậy sao? Chỉ cần còn tôi ở đây thì cô sẽ không bao giờ thoát được đâu, mặc khả niệm. Ông dám lừa tôi. Tại sao lại không chứ? vừa dứt lời, Tạ Phương Chấn ra hiệu cho số đàn em còn lại của mình xông lên, mà khả niệm có chút lo lắng nhìn xung quanh, vừa nãy có hai tên còn có thể giải quyết, chứ cái đám này tầm khoảng 10 người, làm sao mà cô có thể đấu lại được đây? Khoan đã, có thể lên lần lượt được không? Làm gì có chuyện một đám người lại đánh hội đồng một cô gái cơ chứ? Tạ Phương Chấn nghe cô nói như vậy, thì cười lớn mà nói, sao thế, sợ rồi à? sợ sao chắc là tên già này có gì nhầm lẫn rồi cô tất nhiên là không sợ nhưng vẫn muốn phải bảo toàn tính mạng của mình cô còn chưa kết hôn phải chiến thắng để trở về nhà thôi sau một hồi giao đấu mệt mỏi đến một nửa già đám người đó đã bị mặc khả niệm đánh cho trọng thương không bị gãy tay thì cũng gãy chân không bị bầm dập mặt mày thì cũng bị mất giống tuy rằng chiến công như vậy nhưng vẫn còn đám nửa non kia chỉ bị xây sát nhẹ đám người đó đã, đã thành công bắt giữ được Mạc Khả Niệm. Tất nhiên là đánh nhau như vậy, cô cũng bị thương và mất sức rồi. Tạ Phương Trấn bước tới, dùng tay bóp lấy cầm của Mạc Khả Niệm để mặt của cô đối diện với bản thân mình. Thật không ngờ đàn em của ông lại bị một cô gái như vậy đánh bại gần hết. Ông ta nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhóc con, không phải vừa nãy hăng say và mạnh mồm lắm sao? Bây giờ thì tiều tụy yếu đuối thế này là sao chứ? mà khả niệm cố giữ cho bản thân mình thật là tỉnh táo nhất có thể. Trong lúc giằng co với đám người kia, cô đã bị một tên đánh vào đầu, khiến cho bây giờ cô cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, vô cùng đau đớn. Tạ Phương trấn ông nghĩ rằng giết chết tôi là chuyện này có thể yên ổn được sao? Tại sao lại không chứ, nhóc con? Bây giờ mày nói quá nhiều rồi, lát nữa sẽ không còn sức để mà phục vụ cho tội này đâu. Mau mau tỉnh táo lại đi. Tạ Phương Trấn cười lớn, đưa ra bộ mặt vô sỉ. Vừa dứt lời thì tắt thẳng vào mặt của Mạc Khả Niệm một cái. Máu ở khóe miệng của cô bắt đầu rỉ ra. Giờ đây cô thật sự không còn một chút sức lực nào để phản kháng nữa. Chuẩn bị bắt đầu vào cuộc, vừa mới xé chiếc áo ngoài của Mạc Khả Niệm ra. Liền có một viên đạn ghim vào tay của ông ta. Hét lên một tiếng đầy đau đớn, ông ta đưa mắt nhìn vào người vừa bắn mình. Để tao xem, đứa nào dám động vào Người phụ nữ của tao Giọng nói của Giang Hạ Thần vang lên Nhìn người con gái của mình đang kiệt sức Ở trong tay của đám người bẩn thỉu kia Ánh mắt của anh đỏ âu Trong mắt còn hiện rõ những tim máu Cầm chặt khẩu súng Mỗi một bước chân của Giang Hạ Thần Là một viên đạn được bắn ra Ghim thẳng vào ngực của bọn đàn em Tạ Phương Trấn Nhìn đàn em của mình bị bắn Gần chết hết Tạ Phương Trấn có chút hoảng loạn Cố gắng dùng chút sức lực rút con dao trong túi ra, kề vào cổ của Mạc Khả Niệm. "Con chó này, nếu mày còn dám bước tới thì tao, tao sẽ giết chết nó. Tốt nhất biết điều, bỏ xuống xuống đi." Nhìn Mạc Khả Niệm giờ đây đang thở dần dần trở nên khó khăn hơn, phần trên trán máu cũng chảy xuống không ngừng. Giang Hạ Thần vô cùng lo lắng cho cô, vứt khẩu súng sang một bên, anh nói: "Thả cối ra đi, tao sẽ để cho mày đi." Lời mày nói, liệu có đáng tin không đây? mắt thấy người của mình, Giang Hạ Thần liền nở ra nụ cười, lên tiếng nhắc nhở. Phải chú ý đằng sau chứ. Giang Hạ Thần vừa dứt lời, một viên đạn từ phía sau, ghim thẳng vào lưng của hắn ta. Cũng may, Hạ Uy Ruột cẩn thận, thế nên không bị phát hiện ra. Viên đạn vừa rồi cũng chỉ khiến cho Tạ Phương Trấn ngất đi. Nếu không lấy viên đạn và băng bó kịp thời mới chết, không thể nào lấy mạng của ông ta ngay lập tức. Cửa chiếc áo vét ra, Giang Hạ Thần khoác lên người cho mặt khả niệm. Nhìn vết thương trên cơ thể của cô, anh cảm thấy vô cùng đau đớn và tự trách bản thân mình không tới sớm hơn một chút để cô gặp nguy hiểm như thế này. Cúi xuống bế cô trên tay, Giang Hạ Thần cất tiếng gọi. Em mau tỉnh táo lại đi, khả niệm. Em nhất định không sao đâu. Tôi không cho phép em rời khỏi tôi đâu. Vừa nói, Giang Hạ Thần vừa bế mặt khả niệm ra xe. Hiện tại mặt khả niệm cũng đã mất đi ý thức cô đã rơi vào trong hôn mê. Hạ Uy Duật cũng đưa Tạ Phương Trấn đi theo. Có rất nhiều thứ cần phải tra hỏi ông ta. Quay lại thời gian lúc mà khả niệm cùng với Tạ Phương Trấn rời khỏi hồ nước Văn Lét. Mà khả niệm đã có chút lo lắng nên gửi tin nhắn cho Giang Hạ Thần đến cứu. Nhưng mà không hiểu sao cô lại không thể nào gửi được định vị cho Giang Hạ Thần nên chỉ đành gửi địa điểm mà thôi. Đến trước ngõ nhỏ đó, sóng điện thoại cũng đã yếu dần đi. Tạ Phương Trấn bắt đầu chú ý tới hành động của cô, thế nên mặc Khả Niệm không thể nói chi tiết đường cho Giang Hạ Thần biết. Sau khi nhận được tin nhắn của Mạc Khả Niệm, Giang Hạ Thần lập tức rời khỏi công ty đến nơi của Mạc Khả Niệm. Nhưng mà khi tới thì lại không thấy cô đâu nữa. Nhắn tin cho cô không thấy cô trả lời, anh đành phải lần mò và dựa vào suy đoán của mình để đi tìm cô. Đến khi phát hiện ra chiếc ngõ mà cô đang ở đó, anh bắt đầu bàn sao nhiệm vụ nhưng cũng may là tới chưa quá muộn, chứ chậm thêm một chút nữa thôi. Giang Hạ Thần không biết là mặc khả niệm sẽ xảy ra chuyện gì. Anh sẽ vô cùng đau lòng vì để cô bị như vậy. Tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài, mặc khả niệm đưa mắt nhìn thấy Giang Hạ Thần đang gục đầu, liêm diêm trên giường bệnh của mình. Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tảng tượng đó, mặc khả niệm vô thức đưa tay lên, chạm vào mi mắt rồi vuốt dọc theo chiếc mũi cao, thẳng tắp. Tiếp đến là sờ vào làn môi mỏng, mềm mại của anh. Nhưng mà khi tay vừa cho đến miệng thì đã bị Giang Hạ Thần ngậm chặt lại. Biết rằng anh đã tỉnh mà còn cố tình trêu chọc mình, mà khả niệm thẹn quá hóa giận, không để tâm đến anh nữa. Giang Hạ Thần mỉm cười nhìn cô, vuốt mái tóc hơi rối của mặc khả niệm sang một bên, điều chỉnh chiếc chăn cho cẩn thận, anh dịu dàng nói với cô. Em tỉnh rồi sao? Tôi thật sự rất lo cho em đấy, em có biết không? em một mình đi gặp Tạ Phương Trấn, em có bị khủng không đấy? Lỡ như em xảy ra chuyện gì, thì tôi phải sống sao đây? Không hiểu sao, cho dù đã cố gắng, nhưng mà lời càng nói ra, Giang Hạ Thần càng không thể nào kiềm chế được cơn tức giận của bản thân. Biết rằng anh cũng là vì lo cho mình nên mới nổi nóng như vậy, mà khả niệm mỉm cười đáp. Anh có biết tại sao tôi lại đến đó không? Tại sao? Tại vì tôi biết nếu như tôi có gặp nguy hiểm Thì anh cũng nhất định sẽ đến cứu tôi Một câu nói đó Đã khiến cho trái tim của Giang Hạ Thần mềm nhũn. Anh thật sự là không ngờ Cô sẽ nói như vậy Nếu ra nụ cười hạnh phúc trong lòng Nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra Vô cùng giận dữ Em đừng có bàn định tôi Tôi không tha thứ cho em dễ dàng thế đâu Đợi sau khi em khỏe lại Tôi nhất định sẽ tính sổ với em đấy Được Lúc đó mọi thứ tùy anh thôi lại tiếp tục là một câu nói nữa Khiến cho Giang Hạ Thần bất ngờ Nhìn chăm chăm về phía cô Anh bắt đầu hoang mang Mà khả niệm Không phải là em bị đánh đến hỏng não rồi chứ Em cảm thấy có chỗ nào không khỏe sao Em Tôi rất ổn Anh đừng lo Mà khả niệm nhìn anh phản ứng hơi quá Khiến cho cô có chút buồn cười Lý do cô nói với anh như vậy Là bởi vì nhìn thấy dâu của anh Đang mọc rồi mái tóc cũng không được trải chuốt gọn gàng đôi mắt có cả cuồng thăm quần áo thì sộc sạch thích kia qua tất cả những điều này có thể thấy được rằng thời gian qua cô hôn mê anh đã lo lắng đã chăm sóc cho cô tận tình đến mức nào hơn hết cô đã có thể xác định rõ được tình cảm của mình dành cho anh sau tất cả mọi chuyện lúc cô gặp nguy hiểm nhất người đầu tiên cô nghĩ tới chính là giang hạ thần giờ đây đã biết được tình cảm của mình rồi thì tất nhiên cô sẽ không né tránh anh nữa mà sẽ dũng cảm để đối mặt cùng với anh nghe được câu trả lời của Mạc Khả Niệm Giang Hạ Thần mới có chút bình tĩnh trở lại anh quay sang nói với cô thôi được rồi em nghỉ ngơi trước đi để tôi gọi bác sĩ đến khám lại cho em Mạc Khả Niệm nghe anh nói thì có chút khó hiểu đưa tay chỉ chỉ lên đầu giường chỗ này có cái nút gọi bác sĩ mà tại sao anh phải đi thân gọi chứ À tôi quên mất Mà em có đói không Tôi đi mua chút đồ ăn cho em nhé Giang hạ thần ngây ra một lúc Rồi đi tới bấm nút trên đầu giường Mà khả niệm khẽ gật đầu Nhưng sao cô cảm thấy Giang hạ thần bây giờ như muốn tránh né cô vậy Lấy hết can đảm mà khả niệm khẽ hỏi anh Giang hạ thần Anh đây là không còn thích tôi nữa sao Một câu hỏi như vậy Khiến cho Giang hạ thần cứng đờ cả người định quay lại giải thích với cô, nhưng mà đúng lúc này bác sĩ mở cửa bước vào bên trong. Khám cho cô xong, bác sĩ quay ra nói với anh. Giang tiên sinh, mặc tiểu thư đã không sao nữa. Sức khỏe và vết thương đã phục hồi rất tốt, nhưng vẫn cần phải chú trọng đến việc ăn uống. Tạm thời để cô ấy ở đây một vài ngày để quan sát sức khỏe, rồi xuất viện sau cũng được nha. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ kia rời đi, giang hạ thần mới tiến tới ngồi xuống bên cạnh của bà khả niệm anh có thể đỡ tôi ngồi dậy được không giang hạ thần không nói gì liền đi tới cẩn thận đỡ cô lên mà khả niệm thấy anh vẫn im lặng không có ý định trả lời câu hỏi trước đó của mình cô nở ra nụ cười có chút chua chát chẳng lẽ tình yêu nào cũng không thể thắng nổi thời gian hay sao tôi tôi có chút đói rồi phiền anh đi mua thức ăn giúp cho tôi nếu như anh đã muốn né tránh cô thì thôi vậy cô cũng cần cho anh quyền tự do giang hạ thần quay sang nhìn cô thấy cô đang miễn cưỡng nở ra nụ cười anh cũng có chút chua xót mà tiến tới định ôm cô vào trong lòng nhưng mà không ngờ mặc khả niệm tưởng anh định hôn lấy tay che lên miệng của mình anh định làm gì thế thấy hành động của mặc khả niệm anh bật cười rồi ra xoa đầu của cô ngốc này tất nhiên là tôi vẫn yêu em rồi chỉ là tôi vẫn tự trách mình vì tôi tới muộn thế nên em mới bị thương như thế này tôi thật sự không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa nghe được câu trả lời của giang hạ thần mà khả niệm tức giận đánh vào người của anh cái tên đáng ghét này có như vậy thôi mà cũng tránh né người ta nếu anh mà không tới có khi tôi còn thê thảm hơn đấy chứ là tôi nợ anh một lời cảm ơn đấy giang hạ thần mỉm cười mà khả niệm liền nói tiếp Để trả ơn anh đã luôn giúp đỡ Tôi quyết định sẽ cho anh một cơ hội Để làm người yêu của tôi Anh... anh đồng ý không? Giang hạ thần lúc này Giống như bị sốc toàn tập Nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt Thầy anh cứng đờ ra như khúc gỗ Mà khả niệm bèn nói Ý là anh không đồng ý sao? Không không Tất nhiên là... tất nhiên là đồng ý rồi Vừa nói xong định tiến đến hôn lên đôi môi của cô một cái thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra mộc mộc lan mắt chớp chớp nhìn hai người rồi vội vàng đóng sầm cửa lại hai người hai người cứ tiếp tục đi tôi tôi chưa nhìn thấy gì cả sau một quá trình dưỡng sức ở trong bệnh viện mà khả niệm được trở về nhà trên xe cô lên tiếng nói với anh tạ phương trấn bây giờ đang ở đâu tạ phương trấn sao Giang Hạ Thần nhíu mày hỏi lại. Mặc khả niệm khẽ gật đầu. Bàn tay trên vô lăng, vô thức nắm chặt lại. Thấy sắc mặt của anh thay đổi, Mặc khả niệm liền đưa tay, nắm lấy vạt áo của anh. Cô biết rằng Giang Hạ Thần vẫn luôn luôn tự trách khi mà để cô bị thương, nhưng mà cô thật sự rất muốn biết tin tức của ông ta. Giang Hạ Thần đưa tay, nắm lấy bàn tay của cô rồi đáp. Hiện tại ông ta đang được giam giữ ở một nơi khá xa, nhưng mà nếu em muốn đến gặp thì anh sẽ đưa em đi được rồi em có chuyện muốn hỏi ông ta rằng hạ thần gật đầu rồi quay xe đi hết một quãng đường dài đến một con hầm nhỏ rồi tiếp tục đi vào trong nhìn đoạn đường xa lạ phía trước mà khả niệm chắc chắn rằng hai người đã rời khỏi thành phố rồi đến khi chiếc xe dừng lại thì trời đã xế chiều trước mặt là một tòa lâu đài có vẻ cổ kính và đã cũ tòa lâu đài này có vẻ như đã rất lâu rồi không có người ở đây mặc khả niệm có chút sợ hãi nắm chặt tay của giang hạ thần cô có thể không sợ mọi thứ nhưng mà ma quỷ thì thôi cô xin thua nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của mặc khả niệm giang hạ thần bật cười xoa đầu của cô không cần phải sợ đâu đây chính là nhà của giang gia rất nhiều năm trước thế nên đây có thể coi là nhà của chúng ta mặc khả niệm hà hốc miệng nhìn anh rồi nhìn tổng quát cả ngôi nhà đây đâu phải là một ngôi nhà bình thường đâu chứ đây là một toán lâu đài ngang với vua chúa rồi thật không ngờ rất nhiều năm về trước giang gia đã rất giàu có như vậy có vẻ như những điều mà mặc khả niệm biết về giang gia quá ít rồi cho dù bên ngoài đã cũ kỹ nhưng bên trong thì vẫn sạch sẽ và đẹp những bộ bàn ghế những bức tranh hay đơn giản chỉ là những phụ kiện trang trí trong nhà đều vô cùng cổ kính nhưng mà có vẻ như không hề rẻ một chút nào Tại sao trong nhà có nhiều đồ quý giá thế này mà Giang Gia lại bỏ đi ạ? À? Vì những món đồ này mang về nhà mới chỉ thêm chật trội. Hơn nữa ở đây những đồ vật này chứa những kỷ niệm đau thương. Mang về khi mà nhìn thấy nó thì cuộc sống chỉ tệ hơn mà thôi. Nhìn vào ánh mắt của Giang Hạ Thần mà khả niệm có thể nhìn thấy được sự mất mát của anh. Có vẻ như trong quá khứ Giang Hạ Thần đã chịu rất nhiều tổn thương. Đưa mà khả niệm lên trên tầng đến trước một căn phòng có cửa gỗ, cùng hai người đứng canh gác ở bên ngoài, thì mặc khả niệm dừng lại. Hai người canh gác thấy hai người thì cúi đầu cung kính. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Giang hạ thần khẽ gật đầu rồi vòng tay ôm lấy eo của mặc khả niệm bước vào bên trong. Thứ đập vào mắt của cô đầu tiên chính là hai hàng tủ kính đựng những loại dung dịch gì đó trông rất lạ. Bên trong căn phòng còn có bốn người khác họ cũng cúi đầu cung kính chào. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Người ngồi ở giữa trông có vẻ rất mệt mỏi, trên người cũng chẳng chịt đầy vết thương. Người đó không ai khác chính là Tạ Phương Trấn. Mặc khả niệm vốn định đi tới để xem tình hình của ông ta, nhưng đã bị Giang Hạ Thần chặn lại. Anh ra hiệu cho hai người canh ở đó. Sau khi họ đeo găng tay, lấy một chậu nước dung dịch gì đó, tạt thẳng vào người của Tạ Phương Trấn. Chỉ một vài giây sau, ông ta có dấu hiệu tỉnh lại nhìn thấy Giang Hạ Thần, Tạ Phương Trấn liền nở ra nụ cười khinh bỉ. Giang Hạ Thần, mày hèn hạ thật đấy, dùng cách này để moi móc thông tin từ tao sao? Mày có giỏi thì mày giết chết tao luôn đi. Giết ông rồi thì làm gì còn kịch hay để xem nữa chứ? Giang Hạ Thần nhếch miệng rồi đáp. Nắm bàn tay của Giang Hạ Thần, mặc khả niệm tiến lên một bước rồi cất tiếng hỏi. Ông nói đi, Tạ Phương Trấn, chỉ cần ông nói thật thì chúng tôi sẽ cho ông tự do cái chết của mẹ tôi có liên quan tới ông đúng không và ngoài ra còn có ai nữa mẹ tôi với ông không có thủ oán gì cả thế nên tôi tin chắc rằng có người đứng đằng sau để sai khiến ông ông mau nói thật đi tạm phương chấn ông là người thế nào chứ một người có thể tùy tiện khai ra người chủ mưu ở đằng sau hay sao chúng mày đừng có nằm mơ có thể moi móc được thông tin gì từ tao Kể cả là tao có chết Tao cũng sẽ mang theo bí mật này xuống hố sâu Nhưng cho dù là vậy Tao cũng sẽ kể cho mày nghe Để mày không phải tò mò Cái chết của mẹ mày Đúng là do tao gây ra đấy Mày có muốn biết mẹ mày chết như thế nào không? Giang Hạ Thần thấy Tạo Phương Trấn Định nhắc tới cái chết của Từ Ngọc Vân Anh liền rút súng ra Định bắn về phía của ông Thì bị mặc khả niệm cản lại Cô biết rằng cái chết của mẹ cô không hề đơn giản, chắc chắn Giang Hạ Thần đã biết được phần nào. Không muốn cô bị tổn thương khi nghe đến nó, nhưng mà cô thật sự là rất rất muốn biết. Được rồi, ông mau nói đi. Thấy cô kiên quyết muốn biết mọi chuyện, Giang Hạ Thần liền tỏ ra lo lắng. Nhưng Tạ Phương Trấn đã bắt đầu nói rồi. Đáng lý ra người nuôi mày khôn lớn sẽ chính là mẹ mày, chứ không phải là ông già nhà họ Mặc kia đâu. Nhưng bởi vì tao ghét mẹ mày mẹ mày làm thay đổi mọi kế hoạch của tao. Thế nên tao cùng đàn em của mình cưỡng hiếp mẹ mày. Mà mày biết đó, chơi tập thể rất vui cơ mà. Mà khả niệm nghe xong, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô nắm chặt bàn tay của mình. Cô còn nhớ, ngày hôm đó sau khi mẹ cô đi làm về, tâm lý của bà có chút bất ổn. Bà luôn luôn tỏ ra cố gắng bình tĩnh, nhưng mà cô có thể thấy sự lo âu trong đôi mắt của mẹ. Rồi ngày hôm sau, bà đã đưa cô tới mặc ra. Sau khi mày tới mặc ra, bà ta liền phát điên rồi được đưa vào trong bệnh viện. Và cái bệnh viện mang danh chữa trị cho mẹ mày, vốn là một bệnh viện tâm thần. Cũng may, ta là một bác sĩ ở bệnh viện tốt nên đã tới chữa trị cho mẹ của mày. Nhưng đâu ai ngờ rằng khi chăm sóc cho bà ta, ta đã làm ra những chuyện gì cơ chứ? Một ngày, một mũi thuốc do ta tự chế tác. Lâu dần mẹ mày chết đi với lý do ung thư não Do tao tạo ra mà thôi Đến lúc này mặc khả niệm đã hoàn toàn suy sụp Cô thật sự không thể nào ngờ rằng Mẹ của cô đã phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy Một viên đạn trực tiếp ghim thẳng trên trán của tạo phương chấn Ông ta cứ như vậy mà chết đi Ôm chặt mặt khả niệm vào trong lòng Giang hạ thần an ủi cô Sau đó thì đưa cô rời khỏi đây Còn không quên ra hiệu cho đám người đó dọn dẹp sạch sẽ hiện trường alo mặc ra xin nghe ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào trong veo xin chào cho tôi được gặp mặc phu nhân có chuyện gì thế người ở đầu dây bên kia nhàn nhã trả lời cũng không có gì quan trọng chỉ là tôi muốn nói cho mặc phu nhân biết một tin có liên quan tới tạ phương chấn mà thôi phiền cô chuyển lời giúp tôi được rồi phiên tiểu thư chờ tôi một chút để điện thoại sang một bên quản gia của mặc gia đi lên phòng gọi lý nguyệt khi nghe tin là chuyện liên quan tới tạ phương trấn bà ta rất nhanh đã đi xuống đã rất lâu kể từ ngày tạ phương trấn nói với bà rằng sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch giết chết mặc khả niệm đến bây giờ lý nguyệt không hề nhận được bất kỳ một thông tin nào từ ông ta cầm điện thoại trên tay lý nguyệt hào hứng mà nói Phương Trấn, kết quả thế nào rồi? Ông liên lạc với tôi lâu quá rồi đấy Người ở đầu dây bên kia không tỏ rõ thái độ ngay tức khắc trả lời bà Mộc phu nhân phiền bà bình tĩnh một chút Tôi không phải là từ Phương Trấn nhưng mà tôi có tin tức của ông ta muốn nói cho bà biết Hiện tại nói chuyện thế này không an toàn chút nào Phiền bà bây giờ đến Cani gặp tôi đi Chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé còn không để cho Lý Nguyệt kịp hình dung ra chuyện gì, người ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Để điện thoại xuống mặt bàn, Malian thản nhiên uống một ngụm cà phê. Nếu đã không thể nào hợp tác cùng với Mạc Mộc Lan, thì sẽ hợp tác với mẹ cô ta, Lý Nguyệt. Vừa hay, cô ta cũng phát hiện ra được những chuyện động trời mà Lý Nguyệt đã làm. Quả như cô ta dự đoán, rất nhanh sau đó, Lý Nguyệt đã xuất hiện. Bà ta nhìn một lượt, Malian đưa tay lên, vẫy tay ra hiệu, bà ta tới rồi ngồi xuống cô là ai gọi tôi đến đây là có chuyện gì đẩy tách cà phê mà malian đã gọi trước đó về phía của lý nguyệt cô ta đáp mặc phu nhân cứ bình tĩnh uống cà phê đi nào tôi gọi cho bà rồi đấy uống rồi đó cô mau nói đi malian nở ra nụ cười đúng là người của mặc gia luôn luôn hấp tấp như nhau tôi là malian Tôi hẹn phu nhân tới đây cũng chỉ muốn nói với bà rằng người của bà, Tạ Phương Trấn, đã thất bại hoàn toàn trong tay của Giang Hạ Thần rồi. Có phải dạo gần đây bà không thể nào liên lạc được với ông ta, có đúng không? Ông ta đã chết dưới tay của đám người đó rồi. Nếu bà muốn báo thù thì đơn giản thôi. Chỉ cần bà hợp tác với tôi, mọi mối thù tôi sẽ giúp cho bà trả từ từ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 4 của bộ truyện này. Hy vọng rằng những tình tiết thú vị trong tập truyện có thể giúp cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh sẽ đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé cảm ơn quý vị còn bây giờ tú anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo